Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Chúng ta cảm ơn Chúa vì sáng nay Chúa cho chúng ta cùng hiệp một lại với nhau để ngợi khen Chúa, tôn vinh Chúa vì Ngài xứng đáng được như vậy. Amen! Một tuần lễ qua chúng ta đầy ơn phước của Chúa không? Tôi tin rằng nếu chúng ta thực hành với những điều gì chúng ta đã nghe trong xuyên suốt gần một tháng qua với những bài giảng mà tôi đã giảng trong sự mặc khải của Chúa cho năm 2024 với những cái sự dạy dỗ của Chúa trong bài cầu nguyện mẫu mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ của mình, cho các sứ đồ. Và bài cầu nguyện này trở thành một bài cầu nguyện rất là quyền năng. Dẫu vậy thì ngày hôm nay hội thánh hiện đại, có nhiều hội thánh đã bỏ qua những cái sự dạy dỗ của Chúa Giêsu dạy chúng ta. Chúng ta cầu nguyện mà không có đúng cái nền tảng mà Chúa muốn chúng ta học theo lời của Ngài. Vì cái đó mà chúng ta không thấy nước trời trên đất này. Amen không ạ? Và sáng nay chúng ta sẽ đến bài số 4, cũng là bài cuối cùng trong cái sự chia sẻ mà Chúa hướng dẫn tôi. Thì tôi muốn chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh ở trên tấm phong này. Chúng ta cùng nhau khởi sự nha. Lạy được tôn thánh, vương quốc cha được đến, ý cha được nên ở đất như. Đây là bài cầu nguyện chính Chúa Giêsu dạy và nó trở nên rất rất là quan trọng. Trong cái phần đầu mà Chúa Giêsu dạy, tất cả đều tập trung vào một đấng duy nhất, đó là Đức Chúa Trời, là cha. Amen. Cha trên trời. Mà chính Chúa Giêsu nói rằng là các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình những vật tốt thay. Có ai trong các ngươi khi làm cha mà con mình xin bánh mà cho đá, xin cá mà cho rắn, xin trứng mà cho bò cạp không? Và Chúa Giêsu kết luận lại một cách rất là quả quyết để cho những người nghe sứ điệp đương lúc bấy giờ và ngày hôm nay, đó là tôi và anh em phải biết rằng chúng ta có một người cha rất tốt lành, tốt hơn hàng tỷ người cha khắp trên trái đất này. Không ai sinh ra đời này mà không có một người cha trên đất. Nhưng mà tôi vẫn khẳng định với anh em rằng có người cha rất là yêu thương con cái, nhưng có những người cha đã làm khốn khổ con cái. Có những người cha làm gương mẫu cho con cái, và có những người cha đã không sống gương mẫu cho con cái. Có những người cha để lại những bài học rất là tốt lành cho con cái, và có những người cha khi mỗi lần con cái nhắc lại, dù họ đã mất rồi, thì có cái gì ở trong con cái không có thực sự kính trọng, nể trọng hay là mến phục. Chỉ có một người cha duy nhất, đó là cha ở trên trời, là đấng mà đáng để cho tôi và anh em phải thiết lập mối tương nhà. Tôi muốn ôn bài một chút. Bài thứ nhất, lại cha chúng ta ở trên trời, đó là Chúa muốn chúng ta thiết lập cái mối quan hệ. Chúng ta là con và Ngài là cha. Amen. Amen. Chúng ta phải thiết lập cho bằng được cái mối quan hệ này. Bởi nếu ta không có thiết lập mối quan hệ này được thì uổng lắm anh em. Chúng ta đi nhà thờ mà chúng ta không biết mình thuộc về ai. Bao nhiêu người trong chúng ta sáng nay biết rằng chúng ta thuộc về một người cha tốt lành nào, là Đức Chúa Trời nào. Một người cha rất nhân từ, thương xót. Một người cha có nhiều kế hoạch, có nhiều chương trình, có nhiều phước lành dành cho con cái của Ngài, những người nam và người nữ. Amen. Điều thứ hai, sau khi Ngài muốn ta thiết lập mối quan hệ giữa cha và con, thì Ngài bảo chúng ta rằng nếu chúng ta thừa nhận Ngài là cha, thì trách nhiệm và bổn phận của một đứa con, đó là phải làm cho danh của cha được tôn thánh qua đời sống của chúng ta. Amen. Đừng để ta đi nhà thờ mà người khác nói xấu về cha của chúng ta. Amen. Cha trên đất này, khi ta đi học đó và bạn bè nói xấu ba mẹ chúng ta chịu nổi không? Tôi tin rằng chúng ta không chịu được. Dù ba mẹ của chúng ta không tốt, nhưng mà hễ ai đó nói đụng đến ba mẹ của chúng ta thì tôi tin rằng chúng ta sẽ binh vực bằng mọi cách, phải không ạ? Thì cũng một cái đó, nếu ta nói Đức Chúa Trời là cha thì tôi và anh em phải có bổn phận và trách nhiệm qua đời sống của chính mình, qua cách ăn, qua nết ở, qua cách hầu việc Chúa. Chúng ta phải tôn thánh Chúa, phải đặt Chúa có một cái quyền ưu tiên số 1 trong cuộc đời của tôi và anh em. Amen. Amen. Có như vậy chúng ta mới được phước. Đứa con trai hoang đàng đã không tôn cha của mình là thánh. Đứa con trai hoang đàng đã không thật sự trân trọng người cha của mình,
Vì cái đó mà đã ngang bướng và đến đòi hỏi cha của mình phải chia gia tài phải không ạ? Và chúng ta thấy cái kết thúc của đứa con trai hoang đàn đó là lọt vào cái chỗ chuồng heo, nó lên cái hố sâu của quyền lực tội lỗi. Cũng một thời đó, nếu đời sống ai đó cho chúng ta không làm cho danh của Chúa được tôn thánh, không làm cho danh của Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của tôi và anh em được ca ngợi, được tôn thánh qua đời sống của chúng ta, qua lời ăn tiếng nói của chúng ta, qua cách ứng xử của chúng ta, thì tôi nói em rằng chúng ta sẽ nhận cái hậu quả nó ngược lại với những điều phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ không được phước. Chúng ta không được phước đâu. Điều thứ ba, sau khi ta thiết lập mối quan hệ giữa cha và con, và con và cha, và trách nhiệm của chúng ta đó là phải tôn cao danh của cha, đời sống phải làm cho danh của chúng ta, cha của chúng ta được tôn thánh, thì chính Chúa Giêsu dạy rằng không chỉ như vậy là đủ, mà mỗi một chúng ta phải cầu nguyện để vương quốc cha được đến với chúng ta một cách cá nhân. Amen. Có những người đi nhà thờ mà không có vương, không ở trong vương quốc của nước Chúa Trời. Có nhiều người đi nhà thờ mà gương mặt lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng sống cơ hàn, cực khổ, mệt mỏi, thất bại. Thất bại này đến thất bại khác. Tại sao vậy? Bởi vì họ đi nhà thờ, họ ngồi trong nhà thờ, nhưng họ không ở trong vương quốc của cha. Chào tất cả chị, amen. Chúng ta là người Việt Nam, nhưng hãy nhớ về rằng tâm linh tôi và em thuộc về vương quốc của Đức Chúa Cha. Vương quốc của sự thánh khiết, vương quốc của tình yêu thương, vương quốc của sự nhân từ, vương quốc của sự thương xót, vương quốc của những điều tốt lành mà chỉ có duy một mình Đức Chúa Trời là Cha sở hữu những điều tôi vừa nói mà thôi. Chúng ta không tìm được đâu tình yêu thật. Chúng ta chỉ tìm được trong vương quốc của Cha. Chúng ta sẽ không tìm đâu được sự nhân từ và sự thương xót ngoài vương quốc của Cha. Amen. Amen. Cho nên em đừng tìm kiếm tình yêu từ nơi ông mục sư hay bà mục sư, đừng tìm kiếm sự quan tâm từ nơi những người khác. Điều đó là bổn phận trách nhiệm của chúng ta, nhưng đừng tìm kiếm những điều đó từ nơi con người. Hãy tìm kiếm trong vương quốc của Cha. Và điều thứ tư mà chúng ta học sau hôm nay, không phải chỉ là thiết lập mối quan hệ giữa cha và con, và con và cha, không phải chỉ bổn phận trách nhiệm ta làm cho danh của cha được tôn thánh qua đời sống, qua cách ăn nết ở của chúng ta, không phải chúng ta cầu nguyện để vương quốc cha được đến với chúng ta, đến cộng đồng, đến hội thánh, đến với hôn nhân của chúng ta mà thôi. Nhưng nếu chúng ta nói Đức Chúa Trời là cha, nếu ta nói rằng con làm cho cha được tôn thánh, con muốn đời sống con làm cho cha được nói đến một cách rất là kính trọng, một cách tôn trọng trên đất này, con muốn vương quốc cha được đến với con, thì anh em hãy nhớ, chúng ta là con, hãy biết thẩm quyền của người cha trong vương quốc đó là hoàn toàn để cho ý của cha, chứ không phải là ý của chúng ta. Thật ra chị, amen. Bao nhiêu người thừa nhận rằng chúng ta đã cầu nguyện với Chúa và chúng ta bắt Chúa phải làm theo ý của mình. Anh em, rất nhiều con cái Chúa ngành đã thất bại, đó là họ luôn luôn muốn ý con được nên. Năm mới, tôi tin chúng ta đã có nhiều ước nguyện, phải không ạ? Amen. Chúng ta có rất nhiều ước nguyện, nào là có người thì có ước nguyện mua được lô đất, có người thì ước nguyện mà có một căn nhà mới, có nhiều người ước nguyện là mua phương tiện đi lại, có những người ước nguyện là có vợ trong năm nay, có những người ước nguyện là có chồng trong năm nay, có những người ước nguyện nhiều ước nguyện lắm, nhiều ước mơ lắm. Nhưng bao nhiêu người cân nhắc và biết rằng trong rất nhiều ước muốn đó, trong rất nhiều ý muốn đó, chúng ta phát hiện rằng có rất nhiều ý riêng của chúng ta ở đó. Và Chúa Giêsu dạy, nếu ta nói rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời và Ngài là Cha, tôi và anh em phải tôn thánh Ngài, tôi và anh em phải sống trong vương quốc của Ngài, amen. Thì anh em nhớ rằng một người lãnh đạo của một đất nước, lời nói họ có quan trọng không? Lời nói họ có uy quyền không? Và đó là nói chuyện lớn. Còn trong một gia đình, khi người cha hay là người mẹ có quyền trong gia đình, thì thẩm quyền của lời nói của người cha, người mẹ có quan trọng với con cái không? Rất quan trọng. Thế thì, theo anh em, vương quốc của Đức Chúa Trời, thẩm
quyền của Đức Chúa Trời trong vương quốc là gì? Là lời của Ngài. Amen. Lời của Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài cho tôi nghe chị. Amen. Cho nên em, đó là đừng sống đi nhà thờ mà không làm theo ý của cha. Có nhiều người đi nhà thờ, ngay cả những người hầu vị Chúa luôn, họ có thể giảng, họ có thể hướng dẫn người khác trong sự thờ phượng, họ có thể hướng dẫn người khác trong sự cầu nguyện, họ có thể ở trong đội ngũ cầu nguyện giải cứu. Nhưng mà rất nguy hiểm, đó là chúng ta vẫn làm theo ý riêng của mình hơn là ý muốn của Đức Chúa Trời là cha. Trong từng quyết định, chúng ta vẫn làm theo ý của mình hơn là ý của cha. Đứa con trai hoang đàng đã không làm theo ý muốn của cha. Amen. Thật không ai chị? Amen. Nó làm theo ý của nó. Việc chia gia tài, đó là khi và chỉ khi nó xảy ra, đó là người cha trên, phải không ạ? Nghĩ lại gì chút, nhưng ông cha vẫn còn sống sờ, đứa con trai này rất là sống ý riêng và muốn giải quyết theo ý của mình, là bắt 1:24 cha phải chia phần gia tài mà tôi đáng phải được. Và chúng ta thấy cái kết thúc của một người đã không làm theo ý của cha, cuối cùng ban đầu tưởng là được tự do lắm, đi vào quán bar, wow, lần đầu tiên thấy những cô gái móng đỏ móng xanh, tóc hai ba lai, thấy những đứa đại tớ trong gia đình của mình vì là người Do Thái, mặc áo choàng kín mít hết trơn. Mà vào cái quán bar này sao cái chuồng gà đó, mấy con gà nó mặc quần chân ngắn cũng vậy, mặc áo chi mà cái cổ nó rộng quá đi, giống như bị thiếu vải vậy đó. Mà đứa con trai này nó ồ, chuyện gì xảy ra vậy nè, ồ man, dư cái hè thì mới ăn mặc cái kiểu chơi nó mày. Rồi bắt đầu uống rượu, chơi bời, cảm thấy wow, đây mới là tự do thật nè. Nhưng bỗng một lúc, của cải rồi cũng hết. Cơn đói kém xảy ra. Đi xin ăn không ai cho, phải không ạ? Anh em thấy cuộc đời của người làm theo ý riêng của mình không? Anh em chúng ta hãy soi mình đi. Cuộc đời ta đáng lẽ được phước, bởi vì khi một người được Chúa cứu là Chúa định có người đó phải được phước. Tôi không tin rằng Chúa cứu ai mà để có người đó sống bất hạnh và cứ khổ tối ngày được, tôi không tin gì đó. Đó không phải là tin lành, amen. Mà tin lành đó là một người khổ vì tội lỗi, được Chúa cứu, được Chúa tha tội vì Ngài đã chết đền tội cho con người đó. Trong sự trả giá đó, Ngài có gánh sự rủa xả, amen. Hallelujah. Ngài có gánh lấy bệnh tật, amen. Ngài có gánh lấy tất cả mọi năng đề của đời của tôi và anh em, và Ngài đắc thắng sự chết, đắc thắng tội lỗi để cứu một con người, và Ngài cho con người đó hưởng phước lành bởi quyền năng của Ngài. Tại sao ngày hôm nay con cái Chúa vẫn còn có nhiều người bất hạnh quá vậy? Tại sao bất hạnh quá vậy? Không phải để sao họ bất hạnh mà thôi, nhưng mà họ đem, họ gieo rắc sự bất hạnh này, cho người khác, cho gia đình của mình, cho hôn nhân của mình, cho cộng đồng của xã hội. Tại sao vậy? Bởi vì những người đó chưa thực sự nguyện ý cha được nên. Mà những người đó sống rất là ích kỷ, đó là chỉ muốn nguyện ý con được nên. Anh em ơi, rất nguy hiểm. Và một trong những câu trả lời để ta tìm rằng, cho tìm được phước hạnh, đó là ngày hôm nay hãy cầu nguyện với Chúa rằng, xin cho cuộc đời của con sống đúng như điều Chúa xui dài, đó là nguyện ý cha được nên, chứ không phải ý của con. Có phải không? Samson là một trong những người bị điều này. Ông mới khởi sở chức vụ, ông xuống Philippines. Ông thấy một cô gái Philippines bốc lửa quá, đẹp quá. Ông về, ông nói với ba mẹ mình ngay lập tức: cha mẹ, xuống Philippines để lấy cô gái cho con, vì cô gái đó đẹp mắt con. Anh thấy kinh khủng không? Và cuối cùng cuộc đời của Samson đã đi từ thất bại này đến thất bại khác chỉ vì ý riêng. Và bây giờ chúng ta đến phần 1.
Làm theo ý muốn của cha rất là quan trọng. Matthew đoạn 7 câu 1, lời của Chúa Giêsu phán như thế này: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Anh em lắng nghe câu này cẩn thận. Hãy lắng nghe câu này cẩn thận. Vì không phải những kẻ nói lạy Chúa mà được bước vào thiên đàng đâu, có được cứu đâu, phải không? Có phải không? Anh em, bao nhiêu người ở đây đã từng nói lạy Chúa, chúng ta cầu nguyện cũng nói lạy Chúa, phải không anh hả? Có phải không? Là chúng ta cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho người khác cũng lạy Chúa. Đứng trước nhân đề chúng ta nói lạy Chúa, giống như lạy Cha của con ở trên trời vậy đó. Và tôi tin rằng đời sống của tôi và anh em đã từng nhiều lần, nhiều lúc đã nói rằng lạy Chúa, cứu con, lạy Chúa, chữa lành cho con, lạy Chúa, làm điều này, làm điều kia cho con. Anh em, nhưng mà Chúa Giêsu nói gì? Chẳng phải những kẻ nói cùng ta lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Tôi cầu nguyện ngay giờ này để Đức Thánh Linh dùng lời của Chúa Giêsu đã phán ra cách đây hơn 2.000 năm trước làm tỉnh thức đời sống của tôi và anh em. Tôi nói với anh em quả quyết là không phải tất cả những người đang ngồi trong phòng nhóm sớm này được bước vào thiên đàng đâu, nếu chúng ta cứ tiếp tục sống theo ý riêng, nếu chúng ta cứ lấy ý của mình làm trung tâm cho cuộc đời của mình. Chúng ta vẫn sống chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta. Và Chúa Giêsu nói gì? Không phải hay là chẳng phải kẻ nào nói lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn cha ta ở trên trời mà thôi. Amen. Thôi tôi nghe chị amen. Anh em, có nhiều người có mối quan hệ lại cha chúng con ở trên trời, nhưng khi chúng ta không sống theo ý của cha thì danh của cha không bao giờ được tôn thánh. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Anh em, bao nhiêu người suy nghĩ này và cảm thấy sợ đời sống của ta trên đất này, không làm theo ý muốn của cha, vẫn sống theo xác thịt, vẫn sống theo ý riêng, vẫn theo sống theo nhục dục, vẫn sống theo cái lòng kiêu ngạo kiêu hãnh của mình. Và chúng ta tin rằng ngày đến Chúa đứng ngay cổng thiên đàng để Chúa rước người đó vào thiên đàng. Bao nhiêu người tin điều này? Tôi không dám tin điều đó đâu. Bởi vì Chúa không bao giờ chấp nhận những con người đó bước vào vương quốc của Ngài. Cho tôi nghe chữ amen. Chủ nhật vừa rồi tôi có dặn cho anh em, chúng ta còn nhớ không? Có những người có hồ sơ phỏng vấn phải không ạ? Chúng ta nhớ không ạ? Đi phỏng vấn rất buồn lắm anh em. Có nhiều người phỏng vấn lần thứ nhất rớt, lần thứ nhì rớt, lần thứ ba cũng rớt và không dám đi phỏng vấn nữa. Anh em, chứ ta đừng sống mà cứ nghĩ rằng ô mình là người phục vụ trong ban thờ phượng là mình được vào thiên đàng. No. Satan trước khi nó bị trở thành Satan, nó là thiên sứ hướng dẫn trong ban thờ phượng và nó bị đuổi ra khỏi thiên đàng vì có sự kiêu ngạo, phải không ạ? Những người giảng dạy giống như tôi, những nhân sự, bao nhiêu người nói Phaolô đã từng tuyên bố rằng ai sau khi tôi giảng dạy mà tôi bị bỏ lại chăng? Amen. Bởi mình giảng một nơi, mình sống một kiểu. Anh em, lời của Chúa cảnh báo tôi và anh em sao hôm nay? Đừng xem thường sứ điệp mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ của mình cầu nguyện, phải không? Anh đang thấy Judas Iscariot cũng nghe cái bài cầu nguyện này, nhưng mà Judas Iscariot đã không sống làm theo ý của cha, ông sống theo ý của tiền bạc, phải không ạ? Có phải không ạ? Thôi mình kiếm thêm quả bóng này đi, có 1 tỷ để mình có thêm nhiều tỷ khác, mình đánh con đề này đi, mình sẽ có 1 triệu, 2 triệu và có nhiều triệu khác. Mình cứ sống như vậy, mình cứ xin tiền người này, xin tiền người kia, mình cứ xin xỏ.
anh em, nếu tôi là người biết xin tiền á, và sống để đồng tiền cai trị tôi, thì trên đất này ngày hôm nay tôi giàu lắm anh em. Nhưng mà tôi là một con người không để điều đó cai trị tôi. Có những anh em ở đây gia thế của mình có, và bất cứ mình cứ sống và không thật sự trân trọng cái số tiền mà Chúa cho chính mình, và mình để đồng tiền nó cai trị mình, muốn mua cái gì mình mua, mình muốn sống kiểu gì mình sống, và hết là xin. Chúng ta sẽ xin cho đến bao giờ? Nếu mà ta cứ sống như vậy, người nhà của chúng ta đó, họ nhìn nó, ổn đức tin ở đâu? Tại sao cứ xin tối ngày vậy? Judas Iscariot đã sống không làm cho danh của cha được tôn thánh, bởi vì ông sống không làm theo ý cha được nền. Cho tôi nghe chị amen. Ông sống theo ý của ông không à? Khi Chúa bảo rằng là khi các ngươi đi, Chúa kêu gọi là khi các ngươi đi không đem theo túi tiền phải không ạ? Nhưng mà trong lưng của Judas có lúc nào cũng có túi tiền ấy này. Và ông thiếu đúng 30 nén bạc nữa là cái túi tiền ông nó đầy. Thế là ông không ngần ngại đâu anh em. Ồ, cánh cửa ma quỷ nó mở ra bằng cách gì? Bán thầy đi phải không? Thôi tôi nghe chị amen. Bán thầy của mình đi. Bán đi. Bán thầy của mình đi. Và ông đã thực sự bán đứng thầy của mình là Chúa Giê-xu để lấy 30 nén bạc. Và cuối cùng chúng ta thấy 30 nén bạc đó làm cho Judas giàu có không? Không. Cuối cùng 30 nén bạc đó đã giết chết cuộc đời của ông phải không ạ? Bằng dây thòng lọng. Ngày nay tôi nói nên hãy cảnh tỉnh chúng tôi trước khi học để biết ý cha là quan trọng và làm thầy ý muốn của Chúa Trời, và để cho ý của cha, ý muốn của Ngài được nên đời sống của tôi và anh em. Hãy cẩn thận, đừng sống theo ý riêng, bởi vì một con người sống theo ý riêng là dây thòng lọng đang chờ con người đó. Sự chết chóc đang chờ con người đó, sự rủa xả bắt đầu chờ con người đó, và những điều thảm bại đang chờ đón con người đó, chứ không phải thành công đâu anh em. Không phải thành công đâu. Và lời của Chúa nói gì nữa anh em? Esai 55 câu 8 câu 9 tôi xin đọc hai câu thánh này. Đức Chúa phán: ý tưởng ta chẳng phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Anh em có thấy không? Bao nhiêu người đã từng thất bại bởi ý của mình nghĩ là đúng? Tôi xin hỏi thật này, bao nhiêu người đã từng nói ý của mình là đúng và mình đã từng thất bại ê chề rồi nè, từ trong hôn nhân luôn. Trong cái đám hỏi của một người sắp đọc tiền và tôi được mời giảng cho đám hỏi đó, và tôi kể ra đây thì có một số người sẽ nhớ là ai. Và trong khi ngày lễ đám hỏi đó, tự nhiên Chúa khiến tôi hỏi cô dâu là con đã chắc chắn lấy cái người nam này chứ, chắc chắn là con là vợ hứa cho người nam này không? Người nữ nói: dạ thưa thầy, có. Tôi hỏi câu thứ hai rằng là đám hỏi chưa phải là đám cưới, cho nên vẫn còn tìm hiểu nhau con. Nếu không phải là ý Chúa thì cắt đứt. Tôi không biết tại sao tôi phải nói câu đó trong cái ngày đám hỏi của cái người nữ đó. Và anh ta biết điều gì xảy ra không? 7 ngày sau thôi, lúc đó trung tâm vẫn còn ở trong ấp 5. 7 ngày sau thôi, chính cô gái này là vợ hứa cái người nam đó, sẽ đạp vào trong trung tâm ở trong ấp 5 xã Tân Khai. Vừa đạp vừa khóc và nói với tôi gì: con bỏ ảnh rồi thầy. Tôi nói: chuyện gì xảy ra vậy con? Chuyện gì vậy? Nói: bây giờ con biết rồi, con nghe lời, con cầu nguyện và con để ý ảnh. Ảnh không phải là người mà Chúa chọn cho con. Anh em, bao nhiêu người thấy rằng cái ý riêng của chúng ta nó kinh lắm, nó lấn lướt ngay cả ý Chúa không? Ý riêng chúng ta có cảm xúc không? Ồ, nó vẽ cho chúng ta nhiều cảm xúc, đã lắm anh em. Toàn nhà lầu xe hơi không à? Phải không Diệu Kỳ?
Nó vẽ chúng ta toàn là trà sữa không à? Nó vẽ chúng ta toàn là đi xe tay ga không à? Nó vẽ chúng ta toàn là ở nhà villa không à? Nó vẽ chúng ta toàn là màu xanh không à? Giống như nó vẽ trong đầu của đứa con trai hoang đàn trước khi ra khỏi nhà, là nếu mày có gia tài, mày sẽ kinh nghiệm được những cô gái chứ bao giờ mày thấy ở trong nhà của cha mày đâu hả? Cô gái tóc uốn lọn và hai ba lai màu xanh, màu đỏ, màu tím, phải không? À, những cô gái mà trên tay, trên lưng xăm bướm là xăm hoa hồng không à? Tôi nói cái này, cái hải đầu bạc mình ngước lên. Cuộc đời con đã từng vậy, con bắt bướm. Anh em hãy lắng nghe điều này. Nó vẽ trong tâm trí của đứa con trai ông đàn nó nhiều cái cảnh tượng lắm. Mày sẽ thấy những điều mà mày chưa bao giờ thấy trong nhà ba mày đâu. Vinh hoa phú quý lắm. Và anh em biết, vì lý do đó mà đứa con trai hoang đàn thất bại. Nó quyết làm theo ý của nó, phải không ạ? Có phải không? Anh em ý đó của tôi. Việc làm theo ý muốn của cha rất là quan trọng, vì ý tưởng của Đức Chúa Trời, ý muốn của Ngài chẳng phải là ý muốn của tôi. Hallelujah. Rất quan trọng anh em. Anh em tất cả đều biết, khi chúng tôi bị mắc kẹt tại Mỹ cách đây hơn 2 năm về trước, cách đây hơn 3 năm về trước, và chúng tôi bắt đầu đắn đo. Nhiều người bảo chúng tôi là nên quyết định ở lại đi cho đến khi nào có thể sanh rồi về mục sư. Và anh biết rằng có nhiều người rất muốn đến tại Mỹ, phải không? Sống ở đó. Có nhiều, tôi không ngại để nói, có những tôn tớ của Chúa đã từng xưng mình là ai ở tại Việt Nam này, nhưng khi có cơ hội đến Mỹ họ trốn luôn ở tại đó. Và tôi tự nghĩ rằng nếu 10 người như họ, nếu tôi cũng như họ, thì ai là người chứng tỏ rằng yêu Việt Nam? Có phải không? Có phải không? Nhưng tôi đã chọn không làm theo ý mình. Nhiều lúc xác thịt của tôi đó, thôi mình hầu vị Chúa cũng 20 mấy năm rồi, thôi giao lại cho thầy Hưng. Mà xác thịt của tôi cũng nói gì? Thầy Hưng hầu vị Chúa cứ chậm chậm như điều thầy nói, cái lời nói của thầy nó cũng không khó. Đá banh thì nhanh mà sao hầu vị Chúa nó chậm quá. Và đó tôi nghĩ là mình phải giao cho người này người kia. Và thôi mình hầu vị Chúa bao nhiêu năm nay mình khổ quá rồi, mình cũng đã chứng kiến nhiều cái bất hạnh đến với mình quá rồi, thôi đây là cơ hội để mình sống ở tại Mỹ đi. Mình chỉ có một đứa con gái duy nhất mà bây giờ nó có chồng rồi, thôi mình ở lại Mỹ luôn chứ được rồi. Nhưng mà anh em, tôi có cái điều đó, nhưng mà tôi không vội vàng để quyết định điều đó. Tôi đem điều này đến trước mặt Chúa. Amen. Amen. Anh em, đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho chúng ta. Khi chúng ta muốn làm gì đó, hãy đem điều này đến trước mặt Chúa và nói với Chúa rằng đây có phải là ý của Ngài không. Amen. Thật tôi nghe chưa? Amen. Đây có phải là người nam mà Chúa chọn cho con không? Đây có phải là người nữ mà Chúa chọn cho con không? Amen. Amen. Đây có phải là số tiền mà Chúa cho con không? Nó đến từ Chúa không? Đây có phải là cái miếng đất mà Chúa cho mình không? Có gì không có Chúa ngày hôm nay mua bán đất đai, giấy tờ đất đai chẳng có một cái giấy gì để đó là đất đất của họ, mà chúng ta cũng vay tiền để mua và gây ra sự nợ nần cho chính mình, và cuối cùng mình là con nợ. Tại sao mình là thiếu sự khôn ngoan để mình làm những điều đó? Vì cớ lòng tham lam, phải không? Vì cớ ý riêng, phải không? Có gì có cái Chúa cần có xe cổ đi lại, đặt giấy tờ nhà vào, cầm ngân hàng rút tiền ra, rồi đi vay người này người kia và đứng trước hội thánh làm chứng rằng Chúa mới cho tôi chiếc xe. Tôi nói nếu người đó không ăn năn, ngày đến Chúa không bao giờ để người đó bước vào vương quốc của Ngài đâu. Mà như tôi nói, tôi có sự cám dỗ để sống ở tại Mỹ, nhưng mà tôi đem điều này trước mặt Chúa. Tôi nói Chúa ơi, ý tưởng của Ngài chẳng phải là ý tưởng của con, đường lối của con chẳng phải đường lối của Ngài. Chúa sẽ cho con biết đi, và con hứa với Chúa rằng con sẽ làm theo ý của cha. Và đúng là Chúa đã đem lời của Ngài đến cho tôi. Như tôi nói anh em, trong vương quốc của Chúa
lời của Chúa Trời là thẩm quyền tối cao. Amen. Nếu chúng ta nói là con của Ngài thì phải biết rằng lời của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh có thẩm quyền tuyệt đối trên tôi và anh em. Amen. Thật là đáng buồn, có những người biết mình sai sờ đó nhưng vẫn cha đạp trên thẩm quyền lời Đức Chúa Trời và vẫn sống theo cái lối sống của chính mình. Làm sao chúng ta được phước? Anh em, nếu mình nói mình là con của Đức Chúa Trời, mình gọi Ngài là cha, nhưng chính đời sống của mình cha đạp thẩm quyền lời của Đức Chúa Trời, thì tôi nói em làm sao tôi và anh em được phước được? Hallelujah. Và nếu nói như chính tôi là người giảng lời Đức Chúa Trời, dạy lời Đức Chúa Trời, mà tôi sống tra đạp lời của Đức Chúa Trời, thì anh thấy rằng làm sao tôi là một người được phước? Amen. Amen. Làm sao Chúa có thể tin dùng cho tôi được? Thưa các bạn, hỡi con cái của Chúa, tôi nài xin chúng ta đừng gọi Ngài là cha bằng môi miệng này, nhưng hãy sống nó làm cho danh của cha được tôn thánh, vương quốc cha được đến qua việc chúng ta quyết định ý cha được nên chứ không phải ý con được nên. Vậy nên tôi và anh em phải phân biệt đâu là ý muốn của cha. Hallelujah. Amen. Tôi và anh em là một con người đi học với Chúa, là một con cái của Chúa trên đất này, tôi tin rằng chúng ta đã đủ kinh nghiệm, đó là đã làm theo ý của mình quá nhiều rồi. Năm mới đến, năm mới đã đến rồi, rồi Tết Nguyên Đán chuẩn bị đến. Trong dịp Tết Nguyên Đán theo văn hóa ai cũng chúc Tết, nhưng ai ở đây nhìn thấy rằng cái lời chúc Tết chúng ta nó thành hiện thực nào? Chẳng có cái lời chúc Tết nào thành hiện thực cả. Amen. Amen. Nếu tôi chúc cho Tuấn Anh, tôi chúc phước bằng cả tấm lòng tôi, nguyện con được phước năm mới này nha con, nhưng mà Tuấn Anh vẫn sống theo ý riêng của mình, thì lời chúc phước của tôi chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa cả. Amen. Thẩm quyền của vương quốc là lời. Tôi nghe chị amen. Tôi đặt một câu hỏi, bao nhiêu người ở đây tôn trọng thẩm quyền của vương quốc là lời Đức Chúa Trời? Bao nhiêu người ở đây chúng ta tôn trọng lời của cha chúng ta là Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh? Hay là chúng ta nói mà nói một đường sống một kiểu? Tôi nài xin em, mà cho tôi xin anh em, vì lòng của Đức Chúa Trời đang ở trong tấm lòng của tôi, năm mới chúng ta phải là những người thật sự được phước. Năm mới là một năm mà chúng ta kinh nghiệm trời như ở trên đất này. Hallelujah. Chứ không phải là năm mới mà nó chúa con nói cái bài cầu nguyện con đọc hoài, cái kết thúc buổi nhóm nó con đọc. Xin lỗi anh em, vật nuôi của chúng ta là Nike mà nó vừa nói lại cha cho con ở trên trời, danh cha được tôn thánh ở dưới phòng, nó biết rồi đó. Nó mừng, nó biết là buổi nhóm kết thúc rồi. Còn đôi khi chúng ta không biết giá trị của cái bài cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy em ấy. Cho nên chúng ta phải phân biệt. Đừng nói câu rằng là giận dỗi, giận lẫy Chúa mà nói gì, thôi ý cha được nên. Có nhiều người dùng cái câu này như là lẫy Chúa vậy đó. Mình cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho cô Văn vợ của thầy Sơn, xin Chúa chữa lành. Thì thấy cô Văn không được chữa lành nói gì, thôi nguyện ý cha được nên. Như vậy nó sai. Bởi vì ý muốn của Đức Chúa Trời đó là lúc nào Ngài cũng muốn chữa lành. Amen. Tôi không đọc, tôi xin lỗi, tôi chưa đọc Kinh Thánh mà tôi thấy có một cái câu nào đó nói gì, ý muốn của ta là ta muốn chữa lành cho con người này và ta không chữa lành cho con người này. Tôi không tin như vậy. Không có câu thánh nào ủng hộ cho điều này cả. Nhưng ý muốn của Chúa đó là lúc nào cũng muốn chữa lành cho ai đó cần được sự chữa lành từ nơi Ngài. Cho tôi nghe chữ amen. Ý muốn của Ngài đó là Ngài muốn giải cứu cho tất cả mọi người đang ở trong quyền lực của ma quỷ, của tội lỗi. Vì cái đó mà Ngài chấp nhận chết để đền tội, để giải thoát cho con người bất hạnh. Cho tôi nghe chữ amen. Hallelujah. Như vậy anh em, ý muốn của cha được bày tỏ qua lời của Ngài. Tiếp theo 3:16, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bài trách, xử trị, dạy người trong sự công chính. Như vậy để có lời Đức Chúa Trời chúng ta phải làm gì ạ? Để biết ý muốn của Đức Chúa Cha, hãy đọc Kinh Thánh. Cho tôi nghe chị amen. Cách đây mấy ngày tôi gọi điện thoại nói chuyện với con gái của tôi.
Con gái, ba muốn nói con một điều, đó là hãy dành thời gian đọc Kinh Thánh. Tôi biết con gái của tôi rất là bận, làm đầu tắt mặt tôi, nhất là những ngày đầu tháng. Nhưng mà tôi biết, và tôi khuyên con gái của tôi, bởi vì anh em biết rằng nếu không đọc lời Kinh Thánh, chúng ta không biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu Diệu Kỳ đọc Kinh Thánh thì sẽ không bao giờ chơi búp bê Thái Lan. Nếu Thiên Ân còn đọc Kinh Thánh thì con sẽ không bao giờ thích game nữa. Nếu Gia Phước đọc Kinh Thánh trong truyền đạo thì sẽ biết rằng là hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa người khi còn thơ ấu này. Amen. Nếu Tuấn Anh đọc Kinh Thánh thì sẽ thấy ý muốn được Chúa Trời gì? Đừng tham lam tiền bạc, vì ai đeo đuổi nó sẽ tự đâm lấy mình. Liều lắm đó mấy con, đâm lấy mình đâm mấy nhát rồi mà không chết. Nếu anh nào đọc Kinh Thánh thì Chúa nói gì? Cãi nhau bán là như thế nào? Cái người mà sống sự nhau bán là một người ngu dại. Nếu ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy một người cứ sống cho dâm dục, cho tình dục xấu xa, thì Kinh Thánh Chúa nói cái tình dục đó, cái linh dâm dục đó, nó sẽ lấy ra khỏi con người đó những sự khôn ngoan mà Chúa Trời đã ban cho họ. Cho chúng ta thấy những con người mà họ sống cho điều đó đó, cuối cuộc đời họ như thế nào? Mất hết phải không ạ? Có phải không? Cả danh dự họ cũng mất, tài sản họ cũng mất phải không? Không có gì mà còn động lại cuộc đời của họ hết. Cho nên anh em, nếu ta muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời để sống theo ý muốn của Ngài, thì năm mới này hãy đọc Kinh Thánh. Vì cái đó mà chúng tôi đã photocopy lịch đọc Kinh Thánh để gửi đến tận tay anh em, phải không ạ? Để mỗi ngày chúng ta phải đọc Kinh Thánh trong tim. Và khi anh em có lời của Chúa là có ý muốn của Ngài. Amen. Amen. Để rồi anh em nói con không biết ý muốn của Chúa. Chúa nói con biết mà. Con biết mà. Amen. Anh biết một cửa ngõ của sự thịnh vượng đó là gì không? Ai biết cửa ngõ thịnh vượng nào? Ý muốn của Đức Chúa Trời muốn ta thịnh vượng, muốn ta giàu có. Một lẽ thật trong Kinh Thánh đó là gì? Đó là dâng 1/10 cho Chúa. Amen. Nhưng bao nhiêu người ở đây đã từng ăn cắp 1/10 của Chúa? Huy, con dơ thì con dơ thẳng vậy này. Thế con đừng có dơ mà giống như là cái tội của con nặng quá mà như cây ăn tên mà gặp gió kéo lên không được hả? Đưa như thế này. Nếu mình xác quyết đưa luôn vậy nè, chứ làm gì? Anh em, tôi nói với anh em là ngày hôm nay phúc âm thịnh vượng dạy người ta làm giàu, dạy người ta kiếm tiền, và đó là tà giáo. Nhưng mà tôi tin rằng một con cái Chúa nào trung tín trong một việc dâng hiến 1/10 cho Chúa, mà không phải chỉ là 1/10 mà lòng rộng rãi của họ nữa. Ở tại Mỹ có một gia đình mục sư, họ không phải dâng 1/10 mà họ dâng đến 9/10 nè. Và chúng ta biết rằng dòng dõi của họ được phước lắm. Có một cậu con trai là kỹ sư về điện tử, đã chế ra một cái con chip. Và con chip đó, ngành máy tính tại Mỹ đã trả để mua cái bản vẽ và độc quyền đó. $1,000,000 một con chip đó. Bởi vì ba mẹ đã dâng hiến 9/10. Chúng tôi quyết định sống như vậy để gì? Để là cái đức cho con cái của mình. Amen. Amen. Đừng tham lam. Đừng tham lam. Ok. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy nè. Tôi là một lần nữa, tôi trong danh Chúa Jesus tôi tuyên bố, lời Đức Chúa Trời là thẩm quyền trong vương quốc của Chúa. Mà lời của Ngài cho ta biết ý muốn của Ngài. Amen. Như vậy tôi và anh em phải sống dưới thẩm quyền ý của Đức Chúa Trời. Đừng chống lại. Tại sao vậy anh em? Thi Thiên 138 câu 2 nói gì? Tôi sẽ thờ lại, hướng về đền thánh của Chúa
cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ, vì sự chân thật của Chúa, vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn danh thinh của Ngài nữa. Anh biết Chúa mà còn tôn trọng lời của Ngài hơn cả danh của Ngài nữa, thì tôi và anh em là ai mà chúng ta không tôn trọng lời của Ngài? Hallelujah. Hãy sống bày tỏ mình chính là người tôn trọng lời của Chúa, thẩm quyền lời của Chúa. Khi tôi quyết định cái điều tôi biết nó là sai 10-10, thì tôi nói em rằng tôi quyết định không. Như cách đây mấy ngày tôi đã nói cho anh em đó, có một người xin số tài khoản của tôi. Nói thầy, cho con số tài khoản của thầy, con muốn chúc phước cho thầy. Lúc đó tôi không có tiền ấy. Nhưng anh biết gì không? Tôi đã không cho số tài khoản. Vì Chúa bảo tôi gì? Đây không phải cái lúc mà con nhận sự chúc phước từ nơi người chị em này, chưa phải lúc. Và tôi đã vâng lời Chúa. Tôi đã vâng lời Chúa. Cách đây mấy ngày đã có một người nữa. Dạ thưa mục sư, con ở xa quá, con không gần, con muốn đem tặng ai đến để chúc phước cho mục sư. Mục sư xin cho con số tài khoản. Tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa nói gì? Con hãy nhận số tiền này để người này được phước. Mà tôi đã vâng lời Chúa, tôi nhận số tiền để người đó được phước. Chứ không phải ai dâng hiến tôi cũng nhận đâu. Vừa rồi tôi mới giảng cái lễ đám hỏi xong, à xin lỗi, lắm cưới xong, cái này 2 ngày nữa. Tôi giảng xong ăn tiệc, tôi tới của chú đi bên cạnh tôi và trên tay ông cầm một phong bì, ông nói gì? Một sư sĩ hội thánh và gia đình muốn gửi quà cho một sư. Tôi nói đố nó, tôi đã quyết định rồi anh em, tôi chỉ muốn sống những ngày còn lại đó là làm theo ý muốn của cha. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Cho nên em yêu dấu của tôi. Điều thứ hai nữa, đó là ý muốn của Chúa được bày tỏ qua kế hoạch của Ngài. Bao người tin rằng Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, Ngài có kế hoạch cho từng người ở đây. Ngài có kế hoạch cho chị Quy, Ngài có kế hoạch cho chị dâu, Ngài có kế hoạch cho con trai của chị, Ngài có kế hoạch cho Diệu Kỳ. Amen. Ngài có kế hoạch cho trà, chuyện bán chả cá, chuyện nhỏ. Ngài có kế hoạch rất lớn cho Hải, Ngài có kế hoạch rất lớn cho anh Hà, Ngài có kế hoạch rất vĩ đại cho từng người tin Ngài cách chân thật. Cảm ơn Chúa, sáng nay có chồng của Hạnh đến ở An Khương đến nhóm với chúng ta. Chúa ban phước cho con. Và lời của Chúa nói gì ạ? Lời của Chúa nói nè: vì ta biết ý tưởng ta, nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa. Amen không ạ? Để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Như vậy rõ ràng, ý muốn của Đức Chúa Trời nằm trong kế hoạch tốt lành của Chúa, chứ không bao giờ kết hoạn nạn, tai họa cả. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Cho nên em, tôi biết được cha của tôi là Đức Chúa Trời. Ngài có kế hoạch cho tôi. Nhưng để kế hoạch nó đến với tôi, cái chương trình của Chúa đến với tôi, thì tôi phải quyết định sống, đó là ý cha được nên, không phải là ý của tôi. Tôi nghe chị amen. Không phải là ý của tôi, mà phải là ý của cha. Ý của cha được nói qua lời của Đức Chúa Trời. Còn ý của tôi và anh em được nói qua tư tưởng của nhục dục, của xác thịt, của cám dỗ, phải không ạ? Amen. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu cũng đối diện điều này khi Ngài đang kiêng ăn 40 ngày. Cho nên nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, khiến đá này trở nên bánh đi. Nếu Chúa làm một phát đó, là Chúa làm theo ý riêng của Ngài, phải không ạ? Đúng không? Ngài có quyền khiến đá trở nên bánh, nhưng sau khi phép lạ đã xảy ra, Ngài không phải là đấng Mêsia. Nhưng Ngài thất bại rồi, amen. Ngài làm theo ý của nó, chứ phải là Ngài làm theo ý của cha. Bây giờ chúng ta đến điều thứ hai La Mã. Đó là Chúa Giêsu đã cầu nguyện xin ý cha được nên. Bao nhiêu người bắt kịp được ý tưởng của tôi định nói? Trong vườn Gethsemane, phải không ạ? Có phải không ạ? Bây giờ chúng ta thấy này, Chúa Giêsu là đấng dạy cho các môn đệ cầu nguyện, và chính Ngài làm gương cho các môn đệ Ngài lãnh vực này. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Khi Ngài thành chức vụ, đám đông đều dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời, ca ngợi Đức Chúa Trời, là Chúa Giêsu đã làm cho danh của cha được tôn thánh.
Hallelujah. Và Ngài giảng tin lành về vương quốc Đức Trời qua sự chữa lành, sự giải cứu, phép lạ khiến sống kẻ chết, đuôi được thấy, điếc được nghe, câm được nói, bại liệt bước đi, phong được rửa sạch. Cho tôi nghe chị amen. Hallelujah. Và bây giờ Ngài quyết định làm gương cho các môn đệ của mình về chính Chúa Giêsu dạy họ. Amen. Hỡi những người hầu Chúa, các con cùng với bố đã thật sự làm gương điều này chưa? Hỡi những nhân sự, chúng ta thật sự làm gương điều này cho những học viên mới vào trung tâm chưa? Những người tin Chúa lâu năm, chúng ta thật sự làm gương chưa? Hay chúng ta vẫn còn sống rất là cẩu thả, chúng ta muốn làm kiểu gì chúng ta làm? Hỡi những người đang tập tành phục vụ Chúa, chúng ta nghiêm túc đi. Chúng ta nghiêm túc đi. Chúa Giêsu dạy các môn đệ mình nguyện ý Cha được nên. Và bây giờ chính Ngài làm gương cho bài tập này, amen. Trong vườn Gethsemane, tôi muốn đọc bắt đầu trong Matthew đoạn 26, 36 đến 46. Tôi xin đọc, chúng ta theo dõi nhé. Rồi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng: hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn Ngài bèn đem Phi-rơ và hai người con của Sê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài phán rằng: linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Anh em, ta dừng lại câu 38. Bao nhiêu người thấy rằng Chúa Giêsu Ngài đang đối diện với hai ý đang diễn ra trong cùng một thời điểm trong con người của Ngài. Đó là Ngài muốn làm theo ý của Cha và Ngài muốn làm theo ý của chính Ngài. Và bao nhiêu người tin rằng Chúa Giêsu trước khi Ngài giáng sinh làm người, trước khi Ngài nhập thể thành người, trước khi Ngài từ trời cao xuống trên đất này, Ngài nhận mạng lệnh từ Đức Chúa Cha rằng phải chết đền tội cho nhân loại. Bao nhiêu người biết rằng Ngài biết rõ điều này? Thế thì bao nhiêu người cũng biết rằng chúng ta tin Chúa Giêsu là chúng ta bị bắt bớ? Bao nhiêu người biết? Nếu ta tin Chúa mà ta không biết bị bắt bớ, tôi nói em chúng ta chưa tin Chúa đâu. Anh Hà không giơ tay chứ anh đâu có tin Chúa gì đâu. Nói xong mới giơ tay. Giơ tay kiểu đối phó kiểu này thua rồi. Anh em, có nhiều người khi bị bắt bớ còn nhân danh Chúa Giêsu trói cột linh bắt bớ. Tôi chưa bao giờ thấy Kinh Thánh nói về linh bắt bớ. Bao nhiêu người tin rằng ta đi theo Chúa Giêsu thật lòng, chúng ta phải mắc gặp gì á? Chúng ta gặp nhiều bất hạnh lắm á. Tôi nghe trẻ nè, gặp nhiều bất hạnh lắm á. Bị người ta chửi rủa, bị người ta la mắng, bị người ta hất hủi, bị người ta coi thường, phải không? Có phải không? Anh em, Chúa Giêsu biết điều này. Ngài không bước vào vườn người xem đây, Ngài nói gì? Cha ơi, bây giờ con bước ra, con xin lỗi cha nha, cha đừng buồn nha. Con bước ra. Nếu mà Tuấn Anh lúc đó mà Chúa Giêsu là bảo đảm bước ra rồi. Lúc đó mà Huy thì chưa kịp cầu nguyện đâu. Anh em, Ngài đối diện áp lực lắm. Ngài buồn không? Ngài buồn bực. Và Kinh Thánh diễn tả tâm trạng của Ngài là Ngài buồn bực cho đến chết, phải không ạ? Ngài buồn lắm. Bao nhiêu người đã từng than với Chúa rằng là: Chúa sao cho con, với Chúa mà con khổ quá vậy này. Bao người, tôi cũng đã từng như vậy rồi. Chúa sao đi, sao Chúa khổ quá. Con chẳng thấy cái phước gì đâu, con thấy khổ. Con bị bắt bớ, con bị la rầy, con bị người ta nói này nói nọ, con bị thiệt thòi. Chúa Giêsu đã đối diện điều này. Và trong lúc áp lực này, Ngài làm cái gì? Này, câu 39. Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin Cha, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Tôi đố anh em nhanh nha, vì tôi không muốn mất thời gian cho điều này. Chúa cầu nguyện lời này mấy lần? Matthew đoạn 26, Chúa cầu nguyện mấy lần? 3 lần. Cùng một cái nội dung này.
Cha ơi, nếu có thể được, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng theo ý cha chứ không phải theo ý con. Amen. Ngài cầu nguyện ba lần, nói lên cái tâm trạng của Ngài đó. Ngài biết rằng nếu Ngài chấp nhận sống theo ý Chúa, Ngài sẽ chết. Bao nhiêu người ở đây sẵn sàng chấp nhận sống theo ý Chúa mà chúng ta thấy là càng khổ hơn nữa, mà vẫn sống theo ý Chúa, không bỏ Chúa? Có mình tôi giơ tay à? Ồ, cảm ơn Chúa. Anh em, ngày hôm nay có nhiều người trước sự cám dỗ chỉ một điếu thuốc lá thôi, chúng ta đã chưa nói là chuyện lớn lao. Trước tiền bạc, trước sự xung đột, trước cái chuyện là chúng ta chưa hiểu với nhau, tâm trạng của chúng ta chưa hiểu nhau, và chúng ta thực sự để cho ý của cha được tôn cao. Amen. Amen. Ý của cha phải là hàng đầu trên cuộc đời của tôi và anh em. Chúng ta đừng đem cái ý riêng của mình xen lẫn vào. Amen. Đừng để tình cảm cá nhân, đừng để tình cảm của ai đó nó hướng dẫn chúng ta. Nhưng chỉ để một điều: Thánh Thánh của Đức Chúa Trời, biết ý muốn của Đức Chúa Trời, và Ngài dẫn dắt chúng ta. Dù người khác phản đối, nhưng nếu đó là ý của Chúa, Chúa sẽ bênh vực tôi và anh em. Hallelujah. Tôi có kể cho một số anh em khi tôi được kêu gọi vào cái mục vụ này. Lãnh đạo của tôi lúc đó nói gì? Xin Chúa cho tôi tới của Chúa biết rõ ý muốn của Ngài, vì làm cái việc này tốn tiền lắm Chúa ơi, và chẳng cứu được thằng nghiện nào hết chứ. Anh em tưởng tượng tôi nhờ họ cầu nguyện mà giống như họ cầu nguyện để kết thúc chức vụ của tôi rồi đó. Đêm đó tôi về tôi khóc với Chúa. Và Chúa nói với tôi rằng: ta hỏi con một câu, ai kêu gọi con vào chức vụ này? Tôi nói dạ thưa Chúa kêu gọi tôi. Chúa kêu gọi con. Chúa nói gì? Nếu con thừa nhận ta kêu gọi con thì từ nay trở đi đừng bàn với thịt và huyết, đừng bàn với con người xác thịt. Lúc đó là lãnh đạo của tôi đó nha. Và bắt đầu từ đó tôi đi nhóm cầu nguyện, nhưng không bao giờ tôi hở môi. Đến giờ cầu thai không bao giờ tôi dám nói ra để họ cầu nguyện cho tôi cả. Và để biết gì? Tôi đã làm theo ý của Chúa 28 năm. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nếu tôi lúc đó bỏ cuộc thì tôi nghĩ rằng tôi không được phước như ngày hôm nay. Nhưng tôi đã không bỏ cuộc, tôi không làm theo ý riêng của mình. Và Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài đã đem điều này vào vườn Gethsemane. Tôi xin hỏi anh em một lần, một điều: làm theo ý muốn của Chúa khó hay dễ? Khó lắm. Cho nên nếu một con người nào đó không cầu nguyện, không thực sự hạ mình xuống kiên ăn cầu nguyện để biết ý muốn của Chúa, thì tôi nói nên con người đó khó lắm để sống theo ý của Đức Chúa Trời. Anh em chỉ tôi đi, một con người thực sự đi vào cái chỗ kiên cầu nguyện bằng cả tấm lòng đó. Không phải là kiên ăn là phải chuẩn bị về phép rồi kiên ăn, không phải. Có nhiều người tôi biết chuẩn bị về phép rồi kiên ăn 2-3 ngày để gì? Để về phép giống như làm màu trước mặt tôi vậy đó, mà sau đó rồi thất bại vù vù à. Bởi vì kiên ăn mà vẫn làm theo ý riêng của mình, chứ không phải làm theo ý Chúa, lấy đâu mà thành công. Amen. Kiên ăn mà vẫn làm theo ý riêng là ngủ. Kiên ăn mới có một ngày mặt tay mét rồi mà làm cháy. Anh em, để ý của cha được ứng nghiệm cuộc đời của tôi và anh em, để ta kinh nghiệm trời và đất trên đất này, trời tiếng đàn trên đất này, thì anh em phải cầu nguyện. Ta nhìn vào Chúa Giêsu đi. Trong cái sự khốn khó nhất, Ngài cầu nguyện ý cha được nên. Hallelujah. Còn trong sự mắc nợ của chúng ta thiếu thốn tiền bạc hả? Chúa ơi, xin Chúa cảm động lòng ngân hàng để con nộp cái sổ vào, họ cho con vay được tiền ra. Có nhiều người ngày hôm nay vay tiền người khác cầu nguyện: xin Chúa cảm động lòng thầy Sơn để con gọi điện thoại con mượn 5.000, thầy Sơn cho con mượn 5.000. Anh em, no. Nếu chúng ta cứ sống kiểu như vậy, chúng ta là sống theo ý của mình chứ không phải là ý của cha. Amen. Và nếu là vậy thì muốn đời tôi và anh em là người bất hạnh, chẳng bao giờ thấy cái chữ phước đó ứng nghiệm cuộc đời của chúng tôi và anh em đâu. Hallelujah. Amen. Giống như cái chuyện phước hạnh về vật chất mà Chúa ban cho vợ chồng chúng tôi và anh em biết. Nếu tôi làm theo ý của vợ tôi, là cô Phương là người rất là thương tôi, bán nhà mua xe, thì có thể tôi có xe, mà có chừng hai vợ chồng dẫn nhau ra chuồng heo ở, có phải không?
Nhưng mà tôi đã hoàn toàn đầu phục thẩm quyền của Chúa. Em à, anh cảm ơn em vì tình yêu của anh, của em dành cho anh. Nhưng mà anh nghĩ đó không phải là ý muốn của Chúa. Anh tin là sẽ đến một ngày, có người sẽ cầm giấy tờ, xe đến, chìa khóa xe đến giao cho anh. Và Chúa đã nghe và Chúa đã thực hiện đúng kiểu đó cho chức vụ của chúng tôi. Amen, amen, amen. Anh em yêu dấu của tôi ơi, hãy biết được ý muốn của Chúa. Đạt, con đi đâu đó? Chúng ta tập trung. Chúa Giêsu đã để lại cho tôi và anh em một gương mẫu. Ý cha được nên. Cho tôi nghe chữ amen. Thế thì tôi, trước khi qua ý mới, tôi muốn nói với anh em. Bao nhiêu người trong chúng ta thấy việc làm theo ý cha là rất khó. Khó không có nghĩa là chúng ta không làm được đâu nha. Nếu chúng ta biết nhờ thần linh của Chúa giúp đỡ. Bây giờ tôi sẽ đi đến một ý nhỏ. Trong Matthew đoạn 26 này, trong câu 41, chúng ta nhìn vào câu 41, chúng ta sẽ thấy. Câu 41. Một câu rất đặc biệt trong mạch văn này. Sau khi Chúa trở lại với họ, và Chúa thấy họ ngủ, thì Chúa nói gì? Hãy thức canh là hãy tỉnh thức. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Bây giờ tôi đặt một câu hỏi. Chúa đang nói về sự cám dỗ gì đây? Chúa đang nói sự cám dỗ gì đây? Sự cám dỗ làm theo ý riêng chứ không phải làm theo ý muốn của cha. Thế thì bao nhiêu người biết rằng sự cám dỗ, xin lỗi, bao nhiêu người biết rằng ý riêng là một sự cám dỗ rất kinh khủng nào? Tư dục xác thịt, nó có quyền lực cám dỗ chúng ta kinh khiếp lắm anh em. Bao nhiêu người biết tư dục ý riêng, lấy ý của mình làm trung tâm, nó có quyền lực mà nó đem chúng ta ra khỏi phước hạnh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đang nói mạch văn này ở trong Matthew đoạn 26. Và Ngài đưa một lẽ thật đến để giúp tôi và anh em thắng được ý riêng. Thứ nhất đó là gì? Hãy thức canh. Là tỉnh thức. Amen. Tỉnh thức là gì nào? Tỉnh thức là canh chừng đời sống của chúng ta với lời của Đức Chúa Trời. Amen. Đó là ta biết rằng ồ, quyết định của mình như vậy đúng không? Quyết định của mình như vậy có đúng không? Quyết định của mình nói lời đó có đúng không? Quyết định của mình quyết định cái cách sống như vậy có đúng với lời Đức Chúa Trời không? Mình coi thử à, cái chuyện tình cảnh này có đúng với lời Đức Chúa Trời không? Amen. Giảng sứ điệp này có đúng với lời Đức Chúa Trời không? Cách sống của chúng ta như vậy có đúng với lời Đức Chúa Trời không? Anh em, để thắng được ý riêng hãy bắt đầu từ cái chỗ chúng ta phải tỉnh. Amen. Phải nhận ra cái con người thật của mình. Có những anh em không biết mình là ai cả. Vì cái đó mà mình sống theo kiểu của mình. Và Chúa rất đau lòng. Điều thứ hai để thắng được ý riêng, đó là sau khi thức canh thì phải cầu nguyện. Cho tôi nghe chị. Amen. Amen. Kiêng ăn thì phải cầu nguyện chứ không phải kiêng ăn rồi ngủ. Kiêng ăn là phải cầu nguyện. Tôi thấy có những anh em trong trung tâm kiêng ăn mà cứ vào nhà bếp ngồi tôi cũng la, mà tôi nói sao kiêng ăn mà ngồi đấy? Kiêng ăn mà ngủ. Kiêng ăn thì phải cầu nguyện một cách nghiêm túc em ơi. Cầu nguyện cho điều gì? Cầu nguyện để mình thắng được cái ý riêng của mình, tư dục xác thịt này. Amen. Sự kiêng ăn cầu nguyện là lẽ thật giúp cho tôi và em giết được cái tư dục xác thịt của chúng ta, cái sự nổi loạn trong xác thịt của chúng ta. Amen. Và Chúa đưa ra lẽ thật này. Thức canh và cầu nguyện để gì? Kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ, phải không ạ? Và chúng ta thấy gì? Các môn đồ đã không thực sự tỉnh thức. Các môn đồ cũng không thèm cầu nguyện, họ cứ ngủ, phải không ạ? Và cuối cùng ta thấy gì không? Họ đã rút gươm ra và chém đứt tai thầy, xin lỗi, đứa đầy tớ của Măng Chu, phải không ạ? Như vậy đó là họ chém đứt tai, như vậy là ý cha hay là ý của họ vậy? Anh em, chúng ta thấy không?
Biết bao nhiêu người ở đây chúng ta đã từng sống theo cái kiểu đó. Và tôi nói xin em đừng sống kiểu như vậy nữa. Và điều cuối cùng chúng ta sẽ thấy, để thắng được ý muốn của Chúa, xin lỗi, để thắng được ý liền, thì ta đến Gióp đoạn 23 câu 12 đến câu 16. Đây là những câu thánh rất là quan trọng. Gióp đoạn 23 câu 12 câu 16. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi. Nhưng Chúa đã một ý nhất định, ai làm cho Ngài đổi được? Điều gì lòng Ngài muốn, ắt Ngài làm cho thành. Điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong. Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy. Bởi cớ ấy, tôi kinh khủng trước mặt Ngài. Khi nào tôi tưởng đến, bèn sợ hãi Ngài. Vì Đức Chúa Trời khiến lòng tôi buồn rũng, đấng toàn năng làm cho tôi hoảng sợ. Anh em, tôi muốn chúng ta đọc giùm tôi câu 12, câu 13. Tôi đã bắt đầu. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi. Nhưng Chúa đã một ý nhất định, ai làm cho Ngài đổi được? Điều gì lòng Ngài muốn, ắt Ngài làm cho thành. Ước ao tôi đã nói được trong câu 12. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài. Lời là ý muốn của Ngài phải không ạ? Vẫn vâng theo ý muốn của Ngài, vẫn vâng theo ý tưởng của Ngài hơn ý muốn lòng của chúng ta. Cho tôi nghe chị amen. Khi nói về lòng, nói về tư dục của xác thịt phải không ạ? Nói về những sự ham muốn xấu xa. Anh em, nếu ai đó trong chúng ta sáng nay vẫn để cho những ý tưởng trong lòng của mình dẫn dắt mình, nó sai, nó không đúng với nền tảng của Kinh Thánh. Hãy để cho lời của Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta. Cho tôi nghe chị amen. Hãy để cho lời của Chúa. Ma quỷ nó đến, nó nói với Chúa Giêsu, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy khiến đi. Và Chúa Giêsu gì? Người ta không phải sống nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Amen. Nó đưa Chúa lên thành giữa xoay và bảo nhảy xuống, như vở kịch chúng ta đóng đó. Anh em, nhưng có những anh em đóng kịch, đôi khi ta đóng mà chúng ta không sống theo cái vở kịch đó. Chúng ta nhảy tuốt hết, và chúng ta què xong, Chúa chữa lành cho con. Chúa ơi, chân con bây giờ bong gân rồi, nó sẹo bên rồi, Chúa chữa lành cho con. Bạn đưa Chúa lên cấp độ cao hơn, chỉ Chúa vinh hoa phú quý trần gian này. Nó đơn giản là quy xuống, mọi điều ngươi thấy sẽ ban cho ngươi. Đôi khi ta giảng, xin lỗi, đôi khi ta đóng kịch mà chúng ta không sống theo vở kịch này. Chúng ta vẫn quy trước tiền bạc hết. Chúng ta quy xuống trước mặt nó, trước tiền bạc, trước ma môn, trước danh vọng, trước địa vị, trước muốn thể hiện mình là ai. Anh em, Chúa Giêsu đã không làm điều đó, amen. Ngài đã làm theo ý của Cha. Suốt 3 năm rưỡi, Ngài cũng vẫn làm theo ý của Cha, hallelujah. Cho đến đau thương nhất trong vườn Gethsemane, Ngài vẫn quyết định làm theo ý của Cha. Nhờ vậy mà chúng ta thấy gì? Ý của Cha đã đem ý muốn của Đức Chúa Trời trên trời xuống dưới đất này, để qua Chúa Giêsu mà lời của Ngài hứa rằng phàm ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Được. Không làm gì hả? Anh em, nếu Chúa Giêsu ngày hôm đó không làm theo ý muốn của Cha, thì tôi nói anh em ngày hôm nay không ai được cứu. Thế thì tôi muốn hỏi anh em này, bao nhiêu ở đây muốn vợ chúng ta được cứu, con của chúng ta sinh ra đời mà được cứu, dòng dõi ta được cứu, chồng của chúng ta được cứu? Thì đừng sống theo ý riêng của mình nữa. Hãy để cho người nhà của chúng ta thấy rằng chúng ta sống ý Cha được nên. Amen. Đừng lấy ý của mình làm trung tâm. Đừng lấy cái quyền của mình rồi mình sống theo cái kiểu của mình. Các con yêu dấu của tôi, có phải như vậy không? Có phải như vậy không? Cho nên tôi khuyên anh em, tôi kêu gọi anh em,
Ý muốn của Chúa đó là muốn tôi và anh em kinh nghiệm những ngày trời trên đất này. Mà để kinh nghiệm được thì hãy nhớ mối quan hệ giữa cha và con. Hãy nhớ trách nhiệm của đứa con là phải làm cho danh của cha được tôn thánh, tôn trọng. Amen. Ca ngợi. Điều thứ ba là đứa con phải kinh nghiệm được vương quốc của cha được đến trên cuộc đời của mình. Amen. Điều thứ tư đó là đứa con phải làm theo ý của cha. Đừng làm theo ý hàng xóm. Amen. Đừng làm theo ý riêng. Amen. Đừng làm theo ý của những người không biết Chúa. Đừng làm theo ý của những người không kính sợ Chúa. Đừng làm theo ý của dân ngoại. Amen. Đừng làm theo đời này. Nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để chúng ta thử nghiệm ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời dành cho chính cuộc đời của chúng ta là thế nào. Hallelujah. Như vậy, tôi quả quyết với anh em, để nước trời được đến, để tôi và anh em kinh nghiệm những ngày trời trên đất này, có cái giá trả không anh em? Có không? Có giá phải trả. Đôi khi chúng ta cũng đổ mồ hôi, toát mồ hôi giống như Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane. Ngài đã đổ mồ hôi như những giọt máu lớn rơi xuống đất. Ngài cũng vì lý do làm theo ý muốn của cha mà Ngài bị đội mũ gai. Amen. Tay Ngài bị đóng đinh, thân thể Ngài bị đánh đập, bị tan nát. Có phải không ạ? Không, Ngài bị giáo đâm. Chỉ một điều, làm theo ý của cha. Amen. Đôi khi chúng ta đi với Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, chúng ta cũng bị đau đầu lắm. Đó là gia đình của chúng ta chửi bới mình, vu khống mình, già đạp mình. Có phải không? Đôi khi chúng ta mất ăn mất ngủ vì cớ Chúa Giêsu nữa. Nhưng các anh em yêu dấu của tôi, nếu chúng ta trả cái giá vì muốn làm ý của cha được ứng nghiệm, Chúa thấy Chúa sẽ cho chúng ta kinh nghiệm những ngày trời trên đất này. Xin mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.